bạn. À, hôm nay là lần đầu tiên mà Tommy tham gia chương trình Cười Xuyên Việt Tứ Lâm Hội. Hôm nay Tommy có mặt trong chương trình để mà giúp cho một bạn của Tommy tên là Lưu Dương. Bạn Lưu Dương cũng đã từng giúp Tommy trong đêm chung kết solo cùng Bolero. Hôm nay Tommy hóa thân vào một vai học sinh trong bộ trang phục như thế này. Bật mí với tất cả các bạn là hôm nay Tommy sẽ thể hiện một ca khúc mà trong chương trình solo cùng Bolero thì Tommy cũng chưa từng thể hiện bao giờ. Để biết thêm thì xin mời tất cả các bạn hãy theo dõi chương trình Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội trong chủ đề Kịch Cùng Bolero. Đón xem Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội với chủ đề Kịch Cùng Bolero được phát sóng lúc 21 giờ thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2016 duy nhất trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 11 giờ 45 phút ngày 13 tháng 5 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.